Lúc này đây thì Bitcoin vẫn tiếp tục rơi về 81, 87. Chúng ta sẽ còn đón nhận các cái thông tin xấu nữa. Sau khi H4 chúng ta sẽ thấy được nó sẽ chinh phục cái mức 7x. Vậy thì vùng 7.000 là một trong những cái vùng mà nó sẽ phá trong tối hôm nay là phiên Mỹ. Do vậy là chúng ta sẽ xem xét được các cái yếu tố về dài hạn để nó có thể xuyên thủng và tiệm cận đáy gần nhất ở đây, đúng không ạ? 5554 tiệm cận đáy tiếp theo, nó bắt đầu xuyên thủng ở cái vùng 7777. Đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta có thể nhìn thấy và tính đến cái kịch bản. Có thể cái dâu này nó sẽ sập một cái rồi nó sẽ hồi lên. Có thể lúc sập sâu nhất nó có thể là nó xuống đến 7777 rồi nó sẽ lên, bởi vì lực đất bắt đáy, và đây là cái vùng mà các thị trường cũng như là các cái quỹ người ta bắt đầu đặt lệnh chờ cho rất nhiều. Nhưng nếu trong trường hợp mà nó là một cái cơn bong bóng thì chúng ta sẽ thấy được không có một lực mua vào. Trong ngày hôm nay chúng ta thấy là các cây nến đi xuống đều, có một số cây nến co lại của ngày hôm qua. Thế thì hôm trước nó còn có một số các tin của ra để nhằm cứu vãn, bởi vì cái lực mua để chúng ta có thể nhìn thấy. Thế tuy nhiên là trong ngày hôm nay thì gần như là thị trường bắt đầu bán tháo để tạo ra một cái cơn sốt đặc biệt, đó là đánh đắm cái vùng này. Vậy thì tôi nhìn thấy được cái ADX là cái sức mạnh của nó xuống, và cây nến xuống là trong là 45, vùng 45 này là một vùng rất mạnh để hỗ trợ cho một cái kênh xuống. Xuống có khỏe không? Xin thưa rằng là xuống rất khỏe, bởi vì lực mua không có, lực bán là đang ở tầm 45. Tức là chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái yếu tố để chúng ta có thể phân tích. Rất nhiều tin xấu như là đeo tạ vào Bitcoin khiến cho tiếp theo nữa, chúng ta cũng thấy được là có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay. Thuyết âm mưu Facebook cấm quảng cáo điện tử là vì Litecoin. Chúng ta lại bắt đầu nhìn thấy những cái thông tin để chúng ta đưa ra được các cái yếu tố mà chúng ta có được cái niềm tin đối với các cái altcoin khác. Vậy Bitcoin nó sẽ xuống, đúng không ạ? Bài viết thể hiện quan điểm của James Leverson, một nhà đầu tư Litecoin ở thời điểm hiện tại. Thị trường điện tử thật sự thì chẳng thiếu gì những tin đồn và lời những cái tiếng vô vọng. Nếu chẳng có gì đặc biệt, nó vẫn cứ sẽ tự đặt hy vọng trong những cái tình thế nghịch cảnh giống như là bây giờ. Các altcoin có thể dễ dàng bị đẩy giá lên chỉ bằng một tin tức. Justin cũng có thể đưa ra những cái thông tin, đúng không ạ? Anh ta chỉ cần một cái vẻ ngoài đẹp trai cộng với lại các cái tin là chúng tôi sẽ hoàn thiện các cái phần mềm application cho SMS, cho Android, cho các cái yếu tố của iOS lập tức là VRX nó sẽ tăng. Thế thì đây là những cái tin mà nó cho chúng ta thấy được những cái yếu tố là thị trường coin nó đang đưa nó rất hoảng loạn. Đây là một ngành công nghiệp vẫn đang trong giai đoạn tiền khởi, đúng không? Sơ khai, ta có thể dễ dàng thấy các mối liên kết giữa các doanh nghiệp lớn, các đồng tiền điện tử cũng nỗ lực tiếp cận blockchain. Nếu ai có theo dõi những cái bài giảng của tôi thì 1.0 chính là cái tiền thanh toán tiền điện tử, 2.0 tức là mô hình quản lý y tế, 3.0 tức là quản lý về vấn đề môi trường thị trường, và 4.0 nó liên quan đến các vấn đề về chiến tranh, về phá hủy, về các cái sự liên kết để theo dõi định vị tất cả một cái. Thế thì ở 1.0 nó mới là dạng thanh toán. Thế khi trong trường khi mà nó chưa đưa ra được các cái sự rõ ràng ngã ngũ của toàn bộ tổng thể thống nhất tất cả mọi cái cuộc thăm dò, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái cú swing từ đỉnh cho lên đến đáy với một trong những cái sự kết thúc rất là ngắn. Như vậy hiện tại loanh quanh ở vùng 8199, đây là một trong những mức cản mà chúng ta nhìn thấy. Nếu nó đánh thủng trong tối nay thì chắc chắn là nó sẽ về cái vùng 7x để chúng ta có thể thấy. Các cái tin tức đó, cộng đồng người dùng đầy ắp những phỏng đoán khi Jack Lilly quyết định bán toàn bộ tài sản là Litecoin của mình, Litecoin của mình, để họ cùng thắc mắc làm thế nào đồng tiền này có thể tiếp tục tồn tại mà không có nhà sáng lập của nó. Vậy Litecoin gần như đã phát hỏa trong tháng 12 khi tăng gấp 3 lần chỉ sau có 7 ngày. Nó đạt đỉnh 370 để được mất giá đến 60%. Theo Zero Hedging,
là xuất hiện những cáo buộc nội gián từ hồi Lee còn là giám đốc kỹ thuật tại Coinbase. Anh tất nhiên là thẳng thừng chối bỏ việc liên quan, khẳng định hành động thanh lý kho Litecoin của mình là tránh sự xung đột lợi ích với những công ty nào đang có ý định chấp nhận Litecoin. Lee rõ ràng là đã kiếm được bộn tiền từ vụ thương vụ bán tháo trên, cộng với lại từ giờ là có thể dễ dàng phủi bỏ mọi trách nhiệm. Chưa hết, Litecoin bắt đầu đâm đầu mất giá kể từ khi Bitcoin Cash được niêm yết trên sàn Coinbase, và cả Bitcoin Cash và Litecoin nói nôm na để những phiên bản cải tiến của Bitcoin về mặt tốc độ và chi phí giao dịch. Đó. Vậy thì Litecoin, Coinbase, Facebook kết nối các dấu chấm lại với nhau. Gần như là cùng lúc Lee chốt lời Litecoin thì Coinbase cũng tuyên bố là nhân vật cấp cao của Facebook là David Marcus vào đội ngũ lãnh đạo. Chúng ta cũng xem được Litecoin. Litecoin cũng có một cái cuộc kinh hoàng khi mà sau đó đổ bão. Nó có một cái cuộc chơi giống như là Bitcoin. Thì người ta đồn đoán rằng là các cái mảng Messenger của Facebook, trước đó là chủ tịch của PayPal, ông đã quá thừa kinh nghiệm để làm việc với các loại công nghệ nền tảng điện thoại di động rồi. Tiếp theo đến tháng 1 thì chính Mark Zuckerberg đã đăng tải một cái bài viết khẳng định là sẽ xét kỹ lưỡng crypto. Với sự nổi lên của một nhóm nhỏ các công ty công nghệ khổng lồ, cũng như việc nhiều chính quyền sử dụng công nghệ theo dõi, giám sát nhất cử nhất động công dân của mình, thì nhiều người giờ tin rằng công nghệ sẽ chỉ là có thể dẫn đến tập trung quyền lực chứ không phải là phân bổ cho đồng đều cho xã hội. Chính vì thế nên là tuy nhiên lại đang xuất hiện một số xu hướng quan trọng chống lại các lập luận trên, như là mã hóa và tiền điện tử lấy quyền lực từ các cái thông tin này. Vậy trao quyền lực về tay cộng đồng, Mark Zuckerberg tuyên bố trọng tâm nghiên cứu tiền điện tử của Facebook. Tại sao lại trong cách đây 2 hôm lại có những thông tin này? Và trong diễn biến mới nhất thì mạng xã hội đông người dùng sẽ cấm mọi hình thức quảng cáo ICO và tiền điện tử mà họ bị gán cho cái tên là những cái ad, những cái tin quảng cáo mà giới thiệu các sản phẩm tài chính và dịch vụ thương mại được coi là cáo buộc có liên hệ với cái hành vi quảng cáo lừa đảo và gây hiểu nhầm. Facebook sẽ cấm tất cả các loại quảng cáo liên quan đến Bitcoin và ICO. Và động lực này nó sẽ không rõ ràng, đúng không ạ? Đó chính là những cái. Thế thì liệu đối tác sắp tới của Facebook mà chúng ta nói đến đây có phải là Litecoin hay không? Chúng ta đành phải chờ xem. Tuy nhiên Jack Lilly trước đó đã giắc thính thông qua các bài tweet rằng là 2018 sẽ chứa đựng một bất ngờ lớn dành cho Litecoin. Đó chính là những cái mà chúng ta phân tích, những cái thông điệp mà chúng ta có thể theo dõi ở Twitter của Jack Lilly LTC. Thì đội ngũ Litecoin đã làm việc chăm chỉ cùng các công ty. Hiện thì chưa có thông báo mới gì, nhưng đây là những thứ chúng tôi đang bắt tay thực hiện. Một là bộ xử lý thương vụ, ví online phổ biến, nền tảng giao dịch hàng hóa, và một bất ngờ lớn không ai có thể ngờ tới được. Và năm 2018 là Litecoin sẽ là năm tuyệt vời. Vậy thì bài viết này cũng như là một số các thông tin trên thì tôi có thể hướng dẫn cho một số anh chị em bắt đầu có những cái thông tin rất tốt về Litecoin để chúng ta có thể ôm ở cái vùng giá 102, 77, 55. Đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Vậy thì người ta thích gì khi mà Bitcoin xuống và Ether xuống và Litecoin xuống, crypto xuống, đúng không ạ? Người ta sẽ thích gì? Thì đó chính là những cái thông tin để chúng ta xem, đúng không ạ? Những cái sàn vẫn đang sẵn sàng để chúng ta đưa ra. Các cái website Telegraph, Point Telegraph đã đưa ra, tung ra rất nhiều các cái thông tin, các cái tin tức, đúng không ạ? MGO, đúng không ạ? Phát triển tất cả các cái chip về hàng hóa để phát triển cái hỗ trợ của Bitcoin. Rồi chúng ta cũng đưa ra rất nhiều các cái thông tin của CCN, đúng không ạ? Họ đang đưa ra rất nhiều các cái team để hỗ trợ các cái vấn đề về thanh toán cũng như là hỗ trợ để tăng trưởng cho Bitcoin. Chúng ta xem ở giá CoinMarketCap. Hiện tại thị trường đã sụt giảm một cách nghiêm trọng 382 như về hồi đầu, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy Bitcoin bắt đầu chiếm domination 36%. Sẽ có cái thời điểm là sẽ đến 54% của Bitcoin, và giá hiện tại đang sụt giảm từ 700 800 xuống 382. Chúng ta điều gì sẽ xảy ra khi mà xuống 200? Chúng ta có thể thấy Litecoin, Ripple, Ether, đúng không ạ? Bitcoin Cash là một trong những cái đồng mà chúng ta nhìn thấy. Tiếp theo, Neo ở 101, Cardano 0.3 và Stellar 0.3, đúng không ạ? NEM 0.4, EOS đã xuống 8 rồi, đúng không ạ? Đây là một trong những cái. Dash thì còn về nửa giá trị, 5.17,
Đó là một trong những cái tài sản mà chúng ta nhìn thấy. Nhìn ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy NEM xuống rất thấp trong 24 giờ qua là 31%. Chúng ta sẽ chọn những cái đồng mà có tỷ lệ xuống sâu nhất, Bitcoin Gold 101. Đây là một trong những cái mà chúng ta cần hóa giải. Duy nhất là gì ạ? Đào, đúng không ạ? Digit đào, đúng không ạ? 47%. Nhưng chúng ta hãy xem quan tâm đến trong top 100. Phần lớn là gì ạ? Digibuy đã về trong cái mức là gì ạ? 0.03, một trong những coi rất là tốt. Chúng ta hãy chọn những cái tỷ lệ cao nhất ở đây, đúng không ạ? 33% và Ethereum, đúng không ạ? Vùng 58 và 0.05. Chúng ta quan tâm đến giá 0.0x để chúng ta đa dạng hóa. Chúng ta quan tâm đến những cái gì ạ? Coi hot để chúng ta bắt đầu gì ạ? Có thể sưu tầm. Chúng ta nhìn thấy gì ạ? Ingis, đúng không ạ? Là 0.2. Zcoin 45 đô đã xuống 30%, rất nhiều. Và từ đây chúng ta có được cái cách để chúng ta nhìn nhận những cái coin top, đặc biệt là Ripple chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy ở 0.7, mới gần đây thôi chúng ta mua ở 0.3, 0.4 và chúng ta đạt được cái mức đỉnh là 3. Nhưng mà bây giờ thì xuống rất là thảm. Do vậy là ai đa dạng hóa với Ripple, một trong những đồng tiền rất tốt lúc này, đó chính là những cái. Vậy thì tôi đưa ra những cái giải pháp và những cái thuyết âm mưu của Litecoin cũng như rất nhiều các cái tin tức chúng ta có thể tham khảo và các cái chiến lược để chúng ta làm gì khi thị trường nó xuống đáy. Hãy nhớ rằng cái video trước để chúng ta theo dõi ở jcoin.shop và nói về gì những cái quy luật của thị trường, nói về gì sự xuống sẽ có lên, lên mãi thì sẽ có xuống. Để mọi người theo dõi thông tin của tôi xin được đăng ký Zalo 0987732228 hoặc là jcoin.edu.vn hoặc đăng ký kỷ nguyên tiền điện tử.com. Xin được cảm ơn mọi người.